Này, tập trung vào, không phải việc của mày. Ghi đi, nhớ là không bỏ sót một ai, nghe chưa? Mà cũng lạ cho chú thật đấy, con gái ở cái làng này thiếu gì mà chú lại... Thôi, quên nó đi. Bác để cháu ạ. Không khiên. Giữ hộ cái. Em, sao không sang bên anh lấy hàng về làm cho đỡ vất vả? Nhìn em thế này, anh thấy ái ngại quá. Anh đã xin phép vợ chưa? Anh mà lại phải xin phép vợ. Bố, ông chủ tịch đi đâu mà lại để bố ngồi thế này ạ? Lương quân đội đãi ngộ bố chưa thỏa đáng hay sao? Con cháu có làm gì bố giận thì bố mắng cho nó vài câu phải quấy, chứ ai lại làm thế này. Cứ giận con giận cháu thì người ta mới phải lao động à? Lao động kiểu này thì chịu bố, em nhé. Đầu đường đại tá vá xe, giữa đường chúng tá bán chè đỗ đen, cuối đường thiếu tá bán kem. Phải không bố? Khi nào có giặc ngoại bang, tổ quốc kêu gọi các quan lên đường. Này, nhưng anh đừng nghĩ rằng dòng máu nóng trong chúng tôi đã nguội nhé. Được trở về là sĩ quan dự bị, nhưng khi tổ quốc cần, chúng tôi luôn sẵn sàng. Bố ơi, thế cấp bậc của bố xếp loại gì ạ? Chuẩn úy chuyên nghiệp. Một cấp sĩ quan vô cùng nhỏ bé, nhưng nó cũng mang đầy đủ yếu tố của một sĩ quan. Nghĩa là nó cũng có áo bốn túi và giày da đen. Bài vè thú như thế, chỉ tiếc là cái chức chuẩn úy của mình nó chẳng xếp vào hàng quan nào, nên chẳng bao giờ được nhắc tới. Quả là các cụ nói không sai, gái một con trông mòn con mắt. Anh đây một vợ ba vịt rời mà mắt vẫn mòn, nữa là trai tân. Cháu gửi bác tiền ạ. Xin cô 1.000. Ấy ấy ấy, em ơi, đáng là bao để anh gửi cho. Ấy ấy kìa. Sĩ diện. Bố ạ, nói cho cùng mà, khi các bố đã về vườn rồi, đã hết hơi rồi, thì cái chức danh sĩ quan dự bị của bố nó hão huyền lắm. Cứ để cụ Chip ở lại đây, lát nữa anh đưa về cũng được. Yên con, anh Dưỡng, từ giờ anh đừng đón cụ Chip nữa. Anh hãy để cho mẹ con tôi được yên. Kẻo mẹ anh mà biết được thì mẹ con tôi cũng đến bỏ cái làng này mà đi thôi. Nhận được giấy mời lên huyện, nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng. Trong giấy ghi rõ là 8 giờ mới có mặt ở hội trường huyện ủy. Vậy mà cả đêm tôi nóng ruột, hồi hộp mới lạ chứ. Tôi chỉ mong cho trời mau sáng để đi. Tôi vào đến nơi mới có 6 giờ 30, thế có chết không? Tưởng chỉ có mình, hóa ra đông quá, đến gần chục cụ. Hỏi ra cụ nào cũng có tâm trạng giống mình, lạ quá. Lúc đồng chí bí thư huyện ủy trao cho tôi tấm huy hiệu, đúng là tôi trào nước mắt, cứ phơi phới như ngày xưa mình được kết nạp vào đảng vậy. Vừa mới ngày nào mà đã mấy chục năm rồi, chóng thật.
từng ấy thời gian hoạt động cách mạng mà giữ trọn vẹn được khí tiết không phải dễ đâu. Chỉ tiếc là trong lớp người như chúng mình, lớp kế tiếp chúng mình, đã có không ít những kẻ sâu mọt làm mất lòng tin của dân. Cuộc đời anh em mình thế là đẹp đẽ rồi. Bây giờ không phải lo nghĩ gì mà phải nhúc nhắc làm một cái việc gì đó thì nó mới thanh thản bác ạ. Vâng. Giá mà bà nhà tôi còn sống thì cũng đỡ. Đằng này vỏ võ một thân một mình quanh đi quẩn lại, chẳng biết làm gì cho khuây khỏa cả. Khi tôi vác bộ đồ chữa xe ra ngoài cầu ngồi, cũng nhiều người dị nghị lắm. Đúng như vậy đấy. Họ không hiểu đại tá hay trung tá thì cũng từ dân lao động mà ra. Nước mình đến 80% là dân lao động cơ mà. Như tôi đây này, cứ ở nhà buồn phiền vì xã hội tiêu cực là đã vô tích sự hơn anh, đã có công vá xe cho xã hội đứt đuôi đi rồi. Thế anh nghĩ như thế thật sao? Sao anh lại hỏi tôi câu ấy? Vì tôi đang muốn anh hợp đồng tác chiến mà. À. Vẫn chưa thấy bố mày ở đâu à? Điện lên hỏi cô Út. Qua nhà mấy ông bạn hưu, con đã phải nhờ cả công an xã tìm, mà cha hiểu đi đâu. Thế mày đã đến nhà bác Kính chưa? Thì mẹ vừa mới nói bác ấy đến đây tìm bố lúc chiều rồi cơ mà. Không hiểu đi đâu mà không nói lấy một lời. Tôi ngần này tuổi đầu rồi, chả lẽ đi đâu làm gì cũng phải báo cáo sao? Thì bố đi đâu cũng phải nói cho mọi người biết chứ. Xa nhau mấy chục năm không sao, từ ngày bố về nghỉ, bố thấy mẹ con có được nghỉ ngày nào không? Mày đi dậy khôn tao đây à? Kìa ông, tại tôi làm con nó rối ruột đi tìm ông từ tối đến giờ mà nó đã kịp cơm nước gì đâu. Thôi đi về đi, kẻo mẹ con nó đợi cơm ở nhà. Mày không chết đâm chết chém ở đâu, mày còn vác xác về cái nhà này làm gì nữa? Không ở đây ai mà được chưa? Về nhà cái con chết chồng ấy mà ở. Bù nhớ nha, bù nói thế nha, bù đồng ý rồi đấy nha. Ôi giời ơi là giời ơi, ôi làng nước ơi, ôi ông ơi là ông ơi. Ông sống khôn chết thiêng, ông về vạch lối mà chỉ đường cho con ông, về mà giáo dục cho nó. Ôi con ơi là con ơi, mày ăn phải bua phải ngải gì của nó mà mày u mê lú lẫn thế hả? Đúng là thánh nhân thì đãi kẻ khù khờ, mà em yêu làm gì cái thằng vất vưởng ấy cứ chưa nhỉ? À, nếu như em đồng ý, anh sẽ mang cói đến tận nhà cho em dệt chiếu. Một đôi chiếu cũng bằng em lang thang vất vưởng cả ngày mà lại không vất vả nữa. Cảm ơn về những ý định tốt đẹp của anh. Anh về đi, muộn rồi. Mà em cũng phải nghĩ đến cô Chip. Cục vàng cục bạc thế này cũng phải để cho đời nó sống sung sướng, hạnh phúc chứ. Cứ như em mong một mụn con trai mà ước cũng chẳng được. Con vợ anh nó không biết đẻ, giặt một lũ vịt trời. Thế có khổ thân anh không cơ chứ? Anh Đôn, mai tôi phải đi làm sớm, anh thông cảm cho. Anh quên mất, cứ đến đây là anh không còn cảm giác với thời gian nữa.
ở nhà một ngày bằng cả một năm đêm ạ. Còn vợ anh chán lắm. Thôi, anh xin phép anh về. Thỉnh thoảng cho anh sang chơi với cu chip nhá. Anh về nhá. Ba ơi, cho cháu mượn cái bơm ạ. Bác tập dưỡng sinh ạ? Vâng. Này, thay cái sâm mới đi, cho nó đỡ vất vả. Sâm của cô nó nát quá rồi. Vâng, thôi đỡ được đồng nào hay đồng ấy. Cháu đi đây ạ. Anh cho ý kiến về việc mở thầu ạ. Cứ theo kế hoạch mà thực hiện. Mở công khai, không ưu tiên ai cả. Vâng. Anh Chiến, có chuyện gì thế? Dạ, em thấy ông cụ nhà anh ngồi sửa xe đạp thuê dưới cầu gỗ ạ. Sao lại có chuyện ấy được nhỉ? Dạ, em tưởng anh biết. Cậu báo hộ với cả anh Tuynh, chậm cuộc họp lại 30 phút. Vâng ạ. Bố ạ, cái nghề này trông qua nó thế thôi, nhưng mà nội dung khó đấy, cực khó đấy. Không phải ai muốn mà làm được đâu. Cũng may con lòng khách dễ tính đấy, chứ làm gì có chuyện thay dầu mà khách lại tự thay thế này. Anh cũng vào loại hiếm đấy, trong xã này mấy người được như anh. Vâng, đã chơi là phải chơi đồ xịn. Như xe con đây này, lần nào thay dầu cũng phải thay loại đặc biệt. Xin chào anh chủ tịch. Có cái vấn đề gì gặp khó khăn ấy thì anh cứ hô hào anh em lấy một tiếng, anh em hỗ trợ ngay, chứ ai lại để tình trạng như thế này nhỉ? Bố, tại sao bố làm việc này mà không hề báo gì cho chúng con biết? Chả lẽ lại đợi các anh chị cho phép tôi mới được làm? Bố mới nghỉ hưu, có buồn chân buồn tay thì cũng phải đợi bọn con tính cái đã. Còn sức khỏe của bố nữa. Tao chỉ ốm vì không có việc làm. Nhà mình đâu có đến nỗi nào mà bố phải làm. Tuổi của bố là tuổi nghỉ ngơi, thăm thú bạn bè. Với lại bố làm người ta đánh giá. Nói hết chưa? Nếu hết rồi thì đi làm. Việc tao tao làm, không liên quan gì đến chúng mày. Con đi bố ạ. Cái kiểu gì thế hả? Thì anh bảo hôm nay khác gì hôm qua. Ôi giời ơi, khác là khác thế nào hả? Cái anh này hỏng mày hết. Mày có biết hôm nay là chợ phiên không hả? Mày lại xé sổ của tao dán diều hả? Đâu em xé mỗi tờ mà.
Ông buồn bực điều gì thì cứ nói thẳng ra cho nó nhẹ người. Ông làm thế con cái nó lo, hay ông bảo chúng nó đưa các cháu về đây chơi cho đỡ buồn. Tôi có làm sao đâu mà bà cứ cuống lên. Bà ra đóng của tôi cái cổng đi. À bà này, nếu có ai hỏi bà bảo tôi đi vắng nhé. Vâng. À này, bà mang cho tôi cái bình rượu rắn với mấy bìa đậu ra đây nhé. Vâng. Ấy, từ ngày bà đang lên chùa tôi thấy bà khỏe hẳn ra đấy. Có việc gì mà đóng cổng sớm thế hả mẹ? Đang nắng thế này sao không để mát hẵng về? Anh cả gọi điện bảo về có việc gấp. Bố đâu rồi hả mẹ? Ông ở trong nhà chứ đâu. Mẹ, có chuyện gì mà chúng mày kéo nhau về đây thế này? Chúng mày đến biểu tình tao phải không? Bố ạ, bố đã suy nghĩ kỹ. Chúng con không dám trái ý, nhưng con thấy nó thế nào bố ạ? Thế nào là thế nào? Bố không nghĩ đến bố thì bố phải nghĩ đến chúng con đi chứ. Ai đời con trai làm chủ tịch xã, con gái làm giám đốc mà để bố phải vác bơm ra đầu đường ngồi. Thiên hạ họ sẽ nghĩ thế nào về chúng con? Thôi, tao đếch cần chúng mày. Một lũ ích kỷ. Chúng mày chỉ nghĩ đến cái danh dự hão của chúng mày. Nghĩa vụ của tao đối với chúng mày tao đã lo tròn rồi. Còn bây giờ tao phải sống cho tao. Tao không làm việc thì coi như tao đã chết. Chứ bơm xe vá xăm coi chợ tao có nề hà gì. Đến ngày đại tá trung tá còn phải bán chè bán kem nữa là cái thứ chuẩn úy như tao. Xuất thân từ anh nông dân, lao động nó quen rồi. Chúng mày đếch hiểu gì cái tuổi già cả. Cút hết, cút cha chúng mày đi. Kìa, ông, tôi xin ông. Ông đã nghĩ kỹ thì ông cứ việc làm. Chúng mày réo hết cả đi. Bố chúng mày có ăn trộm ăn cắp, có nịnh trên nẹt dưới đâu mà sợ xấu. Bố mắc mưu bọn phản động rồi. Chúng nó đặt ra bài vè ấy để bôi bác những cán bộ quân đội đã hết thời. Ai bảo chúng mày cái bài ca là phản động? Cái gì đúng với tình hình xã hội đều là phản động à? Chính cái bọn bưng bít dư luận sợ xấu như mày mới là phản động. Mày sợ dư luận hiểu chưa? Chúng tao đi làm lao động đóng góp cho xã hội mà mày bảo là phản động à? Tao mang cái bơm xe ra ngoài cầu ngồi mà mày dám bảo tao là phản động à? Hả? Việc ông cứ làm. Ông kiếm thêm đồng rau, đồng chè, giúp vợ, giúp con, cho khuây khỏa cái tuổi già. Ai dám bảo ông là phản động nào? Còn chúng mày, ta đã bảo chúng mày xéo hết cả đi cơ mà. Chúng mày làm vương làm tướng ở đâu thì làm, chứ không thể làm vương làm tướng ở cái nhà này được. Tên con là Lê Thị Phúc, chồng con là Trịnh Văn Mạnh. Con cầu xin chư Phật hãy phù hộ độ trì cho gia đình nhà con gặp nhiều may mắn, được tai qua nạn khỏi, điều lành mang đến điều dữ mang đi, cho chồng con được thuận lợi trong công việc. Nam mô. Không hiểu sao tôi hồi hộp quá anh ạ. Ta đi đi, cả muộn đấy. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các bác, các anh, các chị và toàn thể bà con xã nhà. Được sự đồng ý của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện cùng các ban ngành trong huyện, được sự nhất trí của đảng ủy, ủy ban nhân dân xã và đã được thông qua hội đồng nhân dân, nay xã ta mở thầu công khai thu lệ phí giao thông qua cây cầu trên địa phận xã nhà.
Theo quy định dự thầu đã được phổ biến rộng rãi thì ai là công dân trong xã có mức thầu cao nhất sẽ thắng. Bây giờ mời mọi người có nguyện vọng lên dự thầu. Tôi xin nhắc lại, những ai có nguyện vọng xin mời lên cho. Biết bố này dự thầu thì mình chả tham gia làm gì nữa. Chuyện đi xuất khẩu lao động về mà lại mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Thì từ trước tới giờ trong xã mình có ai qua nổi mặt hắn đâu. Tôi lo quá nhỉ. Bố ơi, già rồi, nghỉ cho nó khỏe, canh đua làm gì cho nó mệt. Nên cứ mồm đi, bố ông chủ tịch đấy. Còn ai nữa không ạ? Vâng, trước sự chứng kiến của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và toàn thể bà con xã nhà, tôi xin thay mặt công khai mở thầu. Ông Nguyễn Văn Năm, xóm 4, với số tiền là 1.200.000 đồng. Tôi bỏ cho nó vui mà, cái cậu bé tí thì ăn nhầm. Ông Nguyễn Văn Biền, xóm 6, với số tiền là 900.000 đồng. Anh Lại Thế Đôn, xóm 1, với số tiền là 12 triệu đồng. Làm 12 triệu cậu bé thì làm thế nào được nhỉ? Đề nghị đọc lại đi nhá. Anh Lại Thế Đôn, xóm 1, với số tiền là 12 triệu đồng. Vượt dự định anh ạ. Ông Trịnh Văn Mạnh, với số tiền là... ...12.500.000 đồng, chẵn. Đề nghị đọc lại. Ông Trịnh Văn Mạnh với số tiền là 12.500.000 đồng. Sao mà ông liều thế? Thầu đổi lấy oai ấy mà. Có con làm chủ tịch xã thì bao hết rồi còn gì. Đúng rồi. Oai gì, một đống tiền. Có mà ông chủ tịch rời cũng chịu. Nhìn ông chủ tịch con kìa, đang vãi mồ hôi mồ kê ra đấy. Sao ông xin tiền vợ cho nó nhiều nhiều bánh đốn? Cái cầu ghẻ bỏ bèn này. Ở nhà vợ nuôi cho nó sướng. Liệu có thu lại vốn được không hả ông? Theo như quy định dự thầu, ông Trịnh Văn Mạnh đã trúng thầu. Xin mời ông Mạnh lên Ủy ban Nhân dân xã để làm thủ tục. Dậy. Này, mày nói cho lão Mạnh biết hay không? Hả? Nói gì anh? Cạnh cục mãi nó mới chịu lòi tiền ra. Vậy mà lão Mạnh thì ghê thật. Cứ tưởng khù khờ ăn bám vợ con. Nhưng mà có chuyện gì hả anh? Còn vợ tao, biết ăn nói với nó thế nào đây? Phải năn nỉ mãi nó mới đồng ý xì tiền ra cho thầu cầu. Mày tưởng lấy tiền của nó mà dễ đấy à? Đúng là mày không nói cho lão Mạnh biết hả? Không ạ. Được rồi, lão già sẽ biết tay tao. Bố, gần ấy tiền, bố lấy ở đâu ra ạ? Không việc gì đến mày. Mấy chục năm trời, không lẽ ta không ki cóp được số tiền ấy hay sao? Hơn nữa ta còn có ông bạn già kia cơ mà. Này, anh chủ tịch không phải lo. Tôi với bố anh đã bàn tính với nhau kỹ rồi. Sao? Bác Trung cùng với bố cháu ạ? Không những Trung, mà còn trực tiếp tham gia làm nữa kia. Nếu bác cùng làm, chúng cháu cũng đỡ lo. Con chào bố ạ. Con chào bác ạ. Dừng lại. Có chuyện gì thế hả bố ơi? Dừng lại, không đi được. Anh nhìn cái cầu đây này, không đảm bảo cho xe anh qua được đâu. Sao thế hả bố? Bố
Nếu muốn trở nặng thế này, sao không đi vòng qua hạ? Xa hơn có vài cây số, sao không chịu hả? Thì con vẫn thường qua đấy chứ, có sao đâu. Từ hôm nay, dân xã này đã giao cho tôi cái cầu để tôi quản lý. Tôi phải có trách nhiệm với dân nếu nó hư hại. Vì vậy tôi yêu cầu anh dỡ bớt hạt xuống rồi cho xe qua cầu. Con không biết, bố thông cảm, con đã chót rồi. Con xin nộp lệ phí một gấp đôi. Thì thế mà anh vẫn không hiểu à? Vấn đề không phải là lệ phí qua cầu, mà ai cũng như anh thì cái cầu này sập mất, cả cái xã này mất nhờ, mà anh cũng mất nhờ. Thôi chịu khó vậy. Kìa bố. Con. Chào cô. Này, ta phải làm thế nào cho quần chúng họ hiểu, chứ cứ bắt buộc họ thế này không ổn đâu ông ạ. Một mặt ta cứ phải kiên quyết thế đã, còn về lâu về dài phải tính toán xem trọng tài của cầu chịu được bao nhiêu. Bác ạ. Ta sẽ bàn với hội cựu chiến binh xã, vận động bà con, lợi chung mọi người sẽ hiểu ra thôi. Tôi đã đếm kỹ rồi, chỉ cần mình tận thu, ngoài tiền thu nhập ra, ta vẫn còn có thể để dành để duy tu cầu. Được, ta sẽ viết bảng hiệu, nội quy, mức thu lệ phí công khai, họ sẽ hiểu nhanh thôi. Em khổ quá, hết cách rồi bác ạ. Tại cô cũng nuông chiều nó quá cơ. Thì bác bảo nhà có một mẹ một con, mà em cũng mắng mỏ nó suốt ngày đấy chứ. Mà việc gì cô cũng vơ vào mình. Bây giờ còn khỏe, mai kia già yếu ai lo cho nó. Thành công cho bạn ơi. Có chuyện gì vậy ông? Thành công rồi. Cô Dưỡng sang chơi đấy bác à? Bác ạ. Ôi, ngày đầu ra quân tôi với ông Kính đã vượt chỉ tiêu. Đây, bà cầm lấy tiền, mai mua cho tôi đôi vịt, để tôi gọi với ông bạn già sẽ uống rượu. Xin phép hai bác, em đi về ạ. Kìa cô Dưỡng, cô cứ ngồi đây, hai bà nói chuyện gì cứ nói, còn tôi đi luôn bây giờ mà. Xin phép hai bác, em về nhà có việc gấp ạ. Cô ấy có chuyện gì thế bà? Người đâu mà vô ý vô tứ, người ta thì đang buồn, còn mình thì cứ toán cả lên. Ô hay cái bà này, tôi biết đâu được đấy. Ông ấy thì chỉ biết đến việc của ông thôi. Tôi hỏi ông, từ ngày ông về, ông đến được mấy nhà nào? Đến nhà cô mà ông còn chưa sang nữa là... Chồng người ta có đi mà không có về. Lúc nào rảnh, ông tranh thủ qua hỏi thăm, động viên cô ấy vài câu cho cô ấy đỡ tủi. Liệu Sang có giúp được việc gì cho mẹ con cô ấy không? Cô ấy không được may mắn như mình. Bây giờ thằng con lại đổ đốn ra như vậy. Ông bảo không buồn làm sao được. Có phải cái thằng sinh ra sau cái đợt anh Dưỡng về phép lần cuối không hả bạn? Chứ còn ai nữa mà nó hư quá cơ ông ạ. Cơ khổ, hai mẹ con có mỗi một suất ruộng, nó lại không kiếm ra việc làm. Vừa rồi cô lại phải sang đây vay tiền đấy ông ạ. Thế cô vay tiền làm gì? Để ăn chứ còn làm gì nữa. Cho người tiền. Dạ, em xin bác ạ. Này, không nợ đâu nhá. Mới có mấy chục ngàn thôi mà. Ờ kìa, đã bảo không nợ là không nợ. Trời ơi, làm lấy bạn đi. Suốt ngày mày thưa quán nọ quán kia thế hả Dưỡng? Thôi ui, để đến chiều con giả luôn thẻ. Không, không chiều không ai gì cả. Anh giả tôi luôn bây giờ. Đi, giả tôi đi. Bây giờ nó bảo không có, thôi để nó khác không kìa. Này, hai người có chuyện gì thế hả? Ôi giời. Bà nhớ đấy nhá. Ơ kìa, thế có giả hay không? Đấy bác xem, cả cái quán này có nổi nó 100 ngàn không? Mà nó nợ tôi gần 20 lần rồi. Em mời bác xây nước. Vâng.
Vâng. Chẳng ai biết trước đời mình rồi sẽ ra sao bác ạ. Em sinh con chưa đầy năm thì nhận tin ông ấy hy sinh. Lần hồi rau cháo, em cũng cố gắng để nuôi dạy cho con ăn học nên người. Nào ngờ nó a dua theo bạn bè rủ dê trốn đi đào vàng, rồi vác cái thân tàn ma dại về hành tội em. Có mấy xào ruộng quán, em cũng phải bán cối tươi để chạy chữa thuốc thang cho nó. Sao lại có chuyện đó được? Thế cô vừa bảo bán cối tươi là như thế nào nhỉ? Bác mới về, bác cũng biết đấy thôi. Chứ ở cái làng này, không phải chỉ riêng em, mà bất cứ ai túng thiếu ít tiền cũng đều phải đến vợ chồng nhà đôn mới đi lao động ở nước ngoài về để tạm ứng tiền trước, rồi đến vụ trả bằng cối khô. Như thế người ta gọi là bán cối tươi đấy bác ạ. Thế bây giờ thằng Dưỡng nó làm gì? Nói ra thì nhục nhã lắm bác ạ. Đây bác xem, từ cái đệm nó đi đào vàng về, đâm ra nhụt chí. Ai đời một thằng trai tân lại đi yêu một con đàn bà nạ dòng. Nó cứ nằng nặc một hai đòi cưới. Mà cái con bé ấy thì có ra làm sao đâu cơ chứ. Chồng chết, nuôi con một mình ngoài bãi. Mà em có phong kiến đâu. Chồng con bé chết trẻ, em sợ số nó sát chồng. Em đã ở vậy vò võ ngần ấy năm để nuôi dạy nó. Thế mà bây giờ nó báo đáp em như thế đấy. Cô liệu lời mà dạy nó. Con trai chúng nó không thích nói nhiều. Nó về cô bảo nó sang tôi. Tôi về. Thế nào bố? Quy định đã ghi rất rõ ràng, người của địa phương thì không được thu lệ phí qua cầu. Đề nghị anh dỡ bớt cói xuống. Bố lạ nhé, bố có quyền gì mà bắt con dỡ cói ra? Thì anh cứ dỡ bớt xuống đi. Anh chở nặng như thế này thì chả mấy lúc mà cái cầu này nó sập xuống. Đánh xe đi. Vất, 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 đứng lại. Tôi nói cho ông biết nhé, ông đừng cậy có con là chủ tịch mà bắt né bắt nét, muốn làm gì thì làm. Anh Đôn, đừng nói năng bậy bạ, anh phải hiểu hơn chúng tôi mới đúng chứ. Tỉ mỉ quá ạ. Vẫn chưa thấy xăm hả cháu? Dạ. Cháu con nhà ai mà bác không nhớ ra nhỉ? Dạ, cháu là Hà, con ông Lương trên Yên Hạ. À, thảo nào, trông cháu bác cứ ngờ ngờ. Bác biết bố cháu ạ? Ừ, cháu ở ngoài bãi phải không? Vâng ạ, sao bác biết ạ? Là bác đoán thế. Thôi, cháu đi đi. Vâng ạ. Lúc nào rảnh mời bác qua nhà cháu chơi ạ. Kháng chiến, bác với bố cháu ở cùng một đội du kích cho mãi đến khi bác nhập ngũ. Giá bố cháu không ốm đau bệnh tật thì
thì bây giờ chúng cháu đỡ vất vả. Cái sướng cái khổ, cái sống cái chết, ai mà biết thế nào được. Mà bố cháu mất năm nào nhỉ? Dạ, bố cháu mất gần chục năm nay rồi ạ. Sao cháu không nhận ruộng khoán mà lại đi đổi lông vịt? Gia đình chồng cháu đông anh em, hai vợ chồng cháu phải ra ngoài này khai khẩn. Ai ngờ chồng cháu mắc bệnh ốm lay lắt mấy năm trời. Con thì nhỏ, cháu chẳng làm được việc gì cả. Phải bán hết đồ đạc để ăn, để thuốc thang cho chồng. Đến cái máy khâu là của hồi môn cuối cùng cũng phải bán nốt. Hết tiền hết của mà chồng cháu vẫn đi. Thôi, ai đưa con về? Chú Dương ạ, cháu chào ông. Ông ơi ông có biết gấp diều không ạ? Có, thế cháu có học không để ông dạy? Không, cháu học chú Dương cơ, chú Dương cắt diều đẹp hơn ông. Mẹ ơi, sao chú Dương không vào nhà hả mẹ? Đi vào nhà chơi. Thế mày đã đến nhà bác Mạnh chưa? Rồi, à mà chưa. Ông chỉ giúp được cái gì mà đến? Có mỗi cái chân gác cổng, đáng lẽ là của con, ông lại vác ngay cho người khác xơi, nước non mẹ. Bác ấy nói thế, nhưng mình cứ đến, biết đâu đấy. Thôi, bu đừng có nhắc cái chuyện đấy nữa. Thế từ bấy đến nay cái đầm này vẫn bỏ hoang à? Dạ vâng ạ. Khi trước xã có giao cho các cụ phụ lão trông coi nhưng không xuể ạ. Bác mới sang chơi ạ? À? Bố, bố gọi con sang có việc gì đấy ạ? À, tôi với bố anh muốn nhờ anh một việc. Nhưng ngồi uống chén nước đã. Dạ vâng ạ. Này, thế các anh định tính thế nào với cái đầm ngoài bãi? Bố bảo tính cái gì ở ngoài ấy? Mà có tính thì cũng lấy đâu ra kinh phí để mà đầu tư vào. Đấy, bác với bố xem có ai trụ nổi ngoài ấy để mà làm không. Đường xá xa xôi, đất đai thì ngập mặn. Thế ra các anh cũng đã bàn bạc rồi đấy hả? Vâng, chúng cháu cũng đã bàn nát nước nát cái, nhưng tạm thời cũng đành phải bó tay. Chẳng lẽ mấy chục ngàn hecta đất nhà nước đầu tư vào để qua đê lấn biển các anh định để hoang hóa hay sao? Kìa ông, thì ông cứ nói từ từ cho con nó hiểu nào. Này, mấy lão già chúng tôi định nhận thầu đấy. Chúng tôi đã bàn với hội cựu chiến binh rồi, chúng tôi định thầu cái đầm đấy. Các cụ định làm gì ngoài ấy à? Làm gì cũng được, miễn là sinh lợi. Thế còn cây cầu đang thu nhập cao mà bác với bố định bỏ ạ? 1-2 năm nữa hết hạn thầu, mà lúc đó chúng mày đủ tiền xây cầu mới cho bà con đi lại. Chẳng lẽ cứ bắt người ta đóng góp mãi hay sao? Đến lúc ấy chúng ta làm gì? Một cây cầu chỉ đủ cho bố cháu và bác làm. Nhưng còn anh em đồng đội cũ trong xã. Này, cháu đừng tưởng hội cựu chiến binh không tham gia sản xuất được đâu nhé. Vâng, bác đã quyết, chúng cháu không dám gàn. Nhưng còn bệnh sốt rét của bố cháu, dầm bùn sao được? Anh không phải lo, bố anh sẽ là người đứng ra tổ chức quản lý và trông coi. Phần còn lại, anh em trong hội cựu chiến binh chúng tôi sẽ đảm đương được.
phát triển đàn vịt, phải cho anh em cải tạo nuôi thử tôm cua. Nếu thành công ta cho phát triển ra diện rộng, nhưng cái khó bây giờ là vốn. Vì thế tôi muốn bàn với anh lập dự án 773, xin huyện cho vay vốn để nuôi trồng thủy sản, song song với việc xin cấp kinh phí để cải tạo trồng lại rừng phòng hộ đê theo dự án 337. Anh thấy thế nào? Vâng, tôi sẽ bàn bạc thêm với anh em. Có lẽ ta nên kêu gọi sự đóng góp của mọi người trong khi chờ xin vay vốn. Tiền ạ. Ôi, đáng là bao, mang về mua quà cho con. Suốt đêm suốt ngày cháu thấy các bác dầm sương dãi gió mới nuôi được con cá con vịt. Cháu chẳng dám lấy không đâu ạ. Các bác thương bán rẻ cho cháu là quý lắm rồi. Cháu gửi bác tiền. Này cháu, một ngày đi như thế cháu kiếm được bao nhiêu? Dạ, cũng được 5-7 nghìn bác ạ. Một quả trứng lấy cất là 800, mang ra chợ bán 1.100. Có đúng như thế không hả cháu? Dạ đúng đấy bác ạ. Như vậy thì thế này, từ mai cháu cứ lại đây đem trứng đi mà bán. 200 vịt cũng đủ cho cháu bán đấy. Cháu cảm ơn bác, nhưng cháu không đủ vốn ạ. Tưởng gì, bác cho nợ, bán hết trứng trả sau cũng được. Này, sắp sửa lên bà rồi, đừng có quên anh nhé. Anh về đi không tôi la lên bây giờ đây này. Cô cứ la nữa đi. Này, cô định nhờ hàng xóm mới hả? Định nhờ lão Mạnh hả? Thấy bố trên tivi nhận huy hiệu đảng, con xúc động quá. Anh dừng gọi xe cho bà con lấy đường đi. Thật là vinh hạnh cho xã mình. Mấy người này có phải là người của xã mình đâu bố? Mấy người này đi thu mua cõi, chúng tôi đã thu vé tháng anh ạ. Còn phục bố đấy, chỉ có bố mới nghĩ ra được như vậy. Chứ còn à, con chịu. Mà bố này, nhìn bố đứng thế này, con thấy ái ngại quá. Đường đường bố là một đại tá, chủ tịch hội cựu chiến binh, mà lại phải làm thuê cho một ông chuẩn úy gàn dở. Con như bố, con nghỉ ở nhà bồi dưỡng cho nó khỏe. Đại tá cũng là người, cũng phải lao động chứ. Cháu ghi tiền xe hai người. Vậy lại anh không thấy, từ ngày tôi ra ngoài này khỏe hẳn lên đấy. Vậy lại vui vẻ sảng khoái cũng là một cách bồi dưỡng đấy anh ạ. Thế ông Mạnh, ông trả bố bao nhiêu một tháng? Bằng 1 năm tuổi thọ đấy anh ạ.
Tu trí như thế này thì bao giờ mới cưới được? Anh không ngờ chúng mày nản chí nhanh như vậy. Phe này coi như chúng mất vợ. Cái lão Mạnh này ghê thật. Già rồi mà lại còn dễ. Anh nói cái gì cơ? Lão ấy chuẩn bị lấy vợ hai. Chú không biết chuyện gì à? Lão Mạnh, lão ấy lấy cớ là cùng với hội cựu chiến binh nhận thâu đâm của xã. Lão ấy làm nhà luôn ở đâm, ở ly ngoài đó đêm không về. Lại còn cho con Hà vay tiền buôn trứng. Lửa gần dơm lâu ngày cũng bén mà. Nhưng mà anh nghe chuyện đấy ở đâu? Còn ở đâu nữa? Người ta đang đồn âm lên kia kìa. Tối lửa tắt đèn có nhau không? Mày cứ làm như lời anh nói, ắt thế nào cũng đuổi được lão ra khỏi cái đầm này. Lúc ấy này, hồi trước cháu bảo cháu biết máy khâu phải không? Vâng, cháu vẫn làm hồi chưa lấy chồng. Sao hả bác? À, không sao. Mà thôi, cháu về đi. Chuẩn bị hai mẹ con đi xem cho thằng Thu nó vui. Lâu lắm rồi Văn Công mới lại về diễn phải không? Có chuyện gì thế hả con? Mẹ vào hỏi bố ấy. Bố, bố có nhớ mặt, biết tên hoặc nghi ngờ đứa nào phá đầm đánh vào vịt không? Vượt mặt thì phải để mũi chứ. Nó dám qua mặt bố à? Nó dám vượt mặt con à? Được rồi, con sẽ gọi dân quân gô cổ hết cái bọn vô công rồi nghề lại, xem chúng nó có nhận không. Anh im đi. Không phải việc của anh. Chiến, không phải việc của con thì là việc của ai? Bây giờ là vịt, rồi mai kia nó phá cả đầm. Bố cứ ngồi yên mà nhìn được à? Anh có nghe bố anh nói không? Trai tráng sức vóc thế kia mà cứ để mẹ nói mãi thế hả? Đấy, bác xem, có mỗi việc đến bác mà nó cứ gắt lần lữa, năm lần bảy lượt nó không đi. Hôm nay em phải dẫn nó đến đây. Bác có việc gì bác giúp em với. Bác đã suy nghĩ kỹ rồi, chỉ cần mày chịu khó, có vất vả một chút, chứ cái nghề này là rất hợp với mẹ con cháu.
Dã dò chả, ở vùng mình là chưa ai làm, mà toàn lấy ở các nơi khác đi thôi cháu ạ. Nhất trí rồi nha. Nếu không làm được việc đừng có trách bác. Em cảm ơn bác. Bây giờ lên trên huyện thuê họ tiện cho hai cái chày bằng gỗ nhãn, sau đó vào núi Trầm gặp bác Thân Chột, bảo bác làm cho cái cối. Sinh vì nghề, tử vì nghề. Bác ấy chỉ bị mảnh giấm đá bắn vào mắt, ấy thế là mang tật suốt đời. Xong việc, về đây bác bày cách làm cho. Tiền đây. Ấy, bác để em lo, chứ bác lại đưa tiền cho nó. Thì sao nào? Thôi, cháu đi đi. Cô đừng nên ngăn cản chúng nó làm gì. Tôi thấy con bé nó ngoan, chịu khó, nhất định nó sẽ cải tạo được thằng dưỡng nhà cô. Anh có chuyện muốn nói với em đây. Vâng, tôi cũng đang có chuyện muốn nói với anh đây. Anh có biết ai đã phá đầm của bác Mạnh không? Cô có vẻ quan tâm đến lão ta ghê nhỉ. Có phải là cô đã... Anh im đi, anh xấu bụng lắm. Để cho tôi đi. Tôi chẳng có chuyện gì để nói với những người suốt ngày lất pha lất phất như anh. Bằng này tuổi đầu mà vẫn còn phải ăn bám mẹ. Anh đã nói thì chỉ ít cũng phải đúng đến 99%. Thôi, buồn làm gì, thiếu gì gái đẹp, báu gì cái con đàn bà quá chồng ấy. Anh im đi. Cao cả lắm, mãnh liệt lắm. Anh cảm phục chú đấy. Anh Đôn. Gì? Anh có dỗi không? Với chú, anh lúc nào cũng dỗi. Anh cho em mượn cái xe một lát được không? Hả? Xe hả? Nhưng mà có chuyện gì? Em lên huyện để em đặt mấy cái cối dã giò. Chú, dã giò? Vâng. Nhưng mà chú lấy vốn ở đâu ra? Mà ai giúp? Ông Mạnh. Chú khờ khạo quá. Chú bị mắc bẫy của ông ấy rồi. Không ngẫu nhiên mà lão ấy tốt với chú đâu. Lão ấy muốn xoa dịu chú để dễ bề trăng hoa ấy mà. Ông ấy với em chưa biết ai rơi vào bẫy của ai đâu anh ạ. Bình tĩnh, bình tĩnh con. Sống chính đáng thì không việc gì phải buồn cháu ạ. Dư luận cũng như thời tiết ấy. Khi nào mọi người hiểu ra thì mọi chuyện cũng sẽ thay đổi thôi. Đây là số tiền đủ cho cháu mua một chiếc máy khâu để mà mở cửa hàng may nhỏ. Bác Kính đã bằng lòng cho cháu mượn nhà để mở cửa hàng rồi. Được bác để chứng chịu cho cháu là quý lắm rồi. Chỉ 1-2 năm nữa là cháu cũng có thể tự mua được. Còn số tiền này cháu không dám nhận đâu ạ. Tao có cho mày đâu.
đây là tiền của các bác, các chú trong hội cựu chiến binh, bạn bè với bố mày. Cho mày để mày ổn định cuộc sống. Chứ đến 2 năm nữa thì ai người ta rước. Mà thằng Dưỡng kể cũng tội. Mày phải biết động viên an ủi nó. Anh Dưỡng, chỉ có bác mới động viên cháu thế. Còn mọi người ai cũng phản đối. Người thì chê anh ấy, người thì nói cháu bác ạ. Mẹ con cháu không biết mang ơn bác đến kiếp nào mới trả được. Mẹ ơi, chú Dưỡng sắp đến hả mẹ? Chú có làm giờ cho con không mẹ? Chào bác Kinh. Bố ơi, bố nai lưng ra làm cũng đủ để ông ấy đi bao gái thôi. Thật sự làm sao mà biết được có vua chỉ đỗ hả ông? Chào cháu. Đi vào nhà. Hà này, có thật những chuyện người ta đồn đại là đúng không? Đến anh mà cũng nghĩ như thế à? Chịu khai không hả? Ai đã xui chúng mày đọc bài vè ấy? Nín! Bác ạ, bác đến tìm anh Chiến ạ, để cháu đi gọi cho ạ. Không cần, anh thả các cháu ra đi. Tôi về tôi dạy con tôi sau. Không gì khoái bằng được ăn những sản phẩm tự tay mình làm ra hả? Mình gốc nông dân, rút cục vẫn là anh nông dân sung sướng. Nào, ăn đi. À, tôi vẫn đang ăn đấy chứ. Nào, ta nâng cốc chúc mừng thắng lợi. À, bố. Tôi chào bác ạ. À, bố vẫn còn bình tĩnh mà ngồi đây cả. Bố có biết trong làng họ đang bàn tán ầm ĩ chuyện gì không? Thế anh tin bố anh hay anh tin những lời đồn đại? Bố phải đặt bố vào địa vị của con thì bố mới hiểu được chứ. Chiến, bác đã đi cùng với bố cháu suốt cả một chặng đường dài. Bác tin bố cháu. Chiến à, chú cứ nghe anh một lần này nữa, chăm bó đuốc thế nào cũng bắt được một con ếch. Khi ấy trắng đen đã rõ ràng, tâm hồn mình nó mới được thanh thản. Mà chú này, giả sử mai kia mà có lấy được nhau cũng không ngờ vực dằn vặt rồi làm khổ nhau nữa. Chú thấy anh mày nói thế có đúng không hả? Nào, mạnh mẽ lên chứ. Uống đi.
Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Người ta đùa bác thế thôi chứ làm gì có chuyện bậy bạ ấy à? Ai mà biết cái chuyện mà ăn cỗ ấy hả bà? Bác đừng nghĩ thế mà phải tội. Còn sám hối còn lạy các chư giúp chúng con rũ bỏ được tham sân si, được quân tập tử vô lượng kiếp, tránh được kẻ xấu phá phách thị phi, cho chồng con vững tâm bền trí, vượt qua mọi trở ngại, dự định thành công. Kính lạy chư Phật mở lượng từ bi, cho chúng con được ăn mày công đức tam bảo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cho bác về gần gọi bác kính, không nên để mọi người
Hiểu nhầm, ảnh hưởng đến con. Thằng Dưỡng nó lại hiểu nhầm con thì khổ cả hai đứa. Thiên Hạ họ xấu bụng, họ hiểu nhầm kệ họ. Bác thế này còn lo cho họ làm gì? Họ có cần quan tâm đến bác cháu mình đâu. Đến đây làm gì? Giữ nguyên hiện trường. Các vị vào đây. Các người cứ tung hô lão ta mãi đi. Giờ đi lời thằng này nói chưa hả? Chính anh cũng biết là không phải như vậy. Cái đi giả mồm, có giỏi thì hét to cho cả làng này nghe thấy đi. Các người nói đi. Không phải như vậy. Không phải như vậy đúng không? Chứng cớ rành rành, ai tin lời cô? Phen này xem bố con ông ấy làm được cái gì. Đồ độc ác, không có chỗ cho mày làm nhục người khác đâu. Xéo đi. Cút đi. Đồ đẻo. Kìa chú Dưỡng, chú làm sao thế? Anh quên là anh đã sai tôi bày đặt ra mọi chuyện từ tối đến giờ. Cũng may, nếu như không có cái màn kịch ấy của anh thì tôi còn bị anh xỏ mũi như xỏ mũi một con bò. Anh tưởng thằng Dưỡng này ngu độ đến mức độ không hiểu ra chuyện gì à? Kìa chú Dưỡng. Dạ. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế? Kìa bác tỉnh rồi à? Bác ơi. Dưỡng đây à? Dạ. Này. Này anh Đôn, anh đã dựng chúng tôi dậy để lập biên bản, anh còn định chuồn đi đâu hả? Bác, cháu có tội với bác. Chính cháu đã lùa đàn vịt. Đã mua các thứ bác dặn chưa? Thôi, hai đứa đưa bác về đầm. Vâng. Vâng ạ.